Đấy, Dạ, xin bác nói lại cảm tưởng của bác gặp bác Hồ lần đầu tiên như thế nào và làm như thế nào mà bác lại trở thành thư ký riêng của bác Hồ. Rất cảm ơn các đồng chí hỏi. Nhưng mà tôi lúc bây giờ là hoạt động như mọi cán bộ, mà bác Hồ lại cần một cái người giúp việc. Thì một số các đồng chí trung ương ấy thì biết tôi, thế thì là cũng đã chọn trước rồi, thế thì đưa tôi đến làm việc bác Hồ. Thì cảm tưởng đầu tiên là lo, không biết là có hoàn thành nhiệm vụ không. Nhưng mà lại cũng rất vinh dự là được hoạt động bí mật, bây giờ độc nước độc lập rồi, mà được đến phục vụ đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Cho nên đây là một cái vinh dự cho chung tất cả những cán bộ đã hoạt động bí mật. Nếu mà nói một ngày làm việc của bác Hồ ấy, thì trong một cái nói chuyện 5 phút thì khó đấy. Nhưng mà được cái may là bác Hồ làm việc là rất đúng giờ giấc. Cho nên là tôi nói tóm tắt thôi. Là mặt trời chưa mọc, chim chưa hót, bác Hồ đã dậy. Vì bác Hồ là cái người nông dân Việt Nam. Và bác Hồ lại thường hoạt động bí mật ở trên chiến khu, cho nên phải quen dậy sớm. Thế dậy độ khoảng 5 rưỡi thì dậy. Dậy xong đi thì tập thể dục thể thao chừng độ khoảng 10 phút. Rồi đồng chí Hồ Chí Minh đi bách bộ trước khi vào ăn sáng. Ăn sáng xong á, 6 rưỡi đồng chí đã bắt đầu ngồi bàn làm việc. Mà công việc đầu tiên của đồng chí Hồ Chí Minh hàng ngày á là xem báo Đảng, xem báo Nhân dân và các báo khác của Hà Nội. Do đó rồi đồng chí xem xong thì bắt đầu là chúng tôi báo cáo công việc ngày hôm nay làm việc những gì. Thế rồi bác cần dặn trong ngày hoặc là trong tuần nay chuẩn bị cái gì. Thế và sau đấy thì bác Hồ ngồi một mình xem tài liệu, đọc báo cáo. Nếu mà không đi họp, không đi thăm các nơi. Rồi buổi trưa thì sau khi ăn cơm xong, bác Hồ thường nghỉ ngay tại dưới nhà sàn chừng độ nửa tiếng. Dậy rồi thì tiếp tục làm việc. Mà chiều á thì đồng chí Hồ Chí Minh để thường thường làm việc với cán bộ các nơi đến báo cáo. Các bộ đến báo cáo, bên văn phòng trung ương đến báo cáo, bên quốc hội đến báo cáo. Và chiều tối thì sau khi ăn cơm xong, đồng chí lại 6 giờ rưỡi đồng chí lại bắt đầu làm việc tối. Và tôi lại tiếp tục đọc báo chí tin tức đồng chí nghe. 9 giờ thì bắt đầu nghỉ. Tôi xin phép về. Và đồng chí tiếp tục xem sách cho đến khoảng 11 giờ khi đài tiếng nói Việt Nam là tắt. Thì đồng chí mới tắt đèn đi ngủ. Và sáng sớm hôm sau lại tiếp tục công việc như vậy. Và tôi ở Bắc Hồ nhiều thì phải nói rằng là chiến khu cũng vậy, khi kháng chiến sơ tán cũng vậy, mà Hà Nội cũng vậy, mà thậm chí là trong nước và ngoài nước cũng vậy. Đồng chí rất là giữ gìn đúng giờ giấc, mà cái đó làm gương cho cán bộ chúng tôi rất nhiều. Đấy là một cái tóm tắt một cái ngày giờ làm việc của đồng chí Hồ Chí Minh. Có lần ấy thì tôi hỏi bác Hồ này, thế sao bác không ngày chủ nhật ngày gì bác không có cái gì giải trí? Bác bảo mình ấy xem báo ấy là giải trí. Cho nên bác Hồ là rất thích xem báo. Mà thường ngày chủ nhật đồng chí để dành lại tất cả các báo ảnh trong tuần gửi đến đồng chí để đến ngày chủ nhật mới xem. Nhưng mà thường cái giải trí tốt nhất của đồng chí là đồng chí đi thăm đồng bào, đi thăm địa phương, đi thăm nhà trường, các cháu nhỏ, rồi đi thăm bệnh viện. Là những cái lúc là đồng chí rất vui, vừa công tác nhưng mà vừa hòa với quần chúng, là cái giải trí đặc biệt đồng chí. Riêng ở trên ở Hà Nội thì đồng chí thường thường có lúc là có làm vườn, trồng rau. Và cái giải trí ở cái trước cửa nhà sàn ấy là hàng buổi chiều ấy là đồng chí cho cá ăn. Các đồng chí thấy cá lên rất đẹp. Và cái cách mà cá đến đúng giờ là cái của đồng chí Hồ Chí Minh ấy là gây được một cái phản xạ tốt như vậy.
Thế còn ở chiến khu tôi nhớ có những cái lúc sơ tán đấy. Sơ tán ấy, thì đồng chí thường là có khi chơi bóng bàn, à bóng 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 chuyền với anh em. Nhưng mà cái giải trí chủ yếu của đồng chí là đọc sách báo và chơi với các cháu nhỏ. Hết. Ông Petty ông ở đây ấy, thì sau những cuộc nói chuyện thì có bao giờ bác Hồ có nói với bác là cái cảm tưởng của bác Hồ đối với những người Mỹ hay không, hay là đối với ông Petty hay không? Mỗi lần đến nói chuyện hồi là thường thường làm việc ở Bắc Bộ Phủ cơ. Tức là cái chỗ nhà khách chính phủ 12 Ngô Quyền đấy. Thường làm việc ở đấy. Thì mỗi lần làm việc thì tôi cũng có dự, nhưng mà rất tiếc là lúc bây giờ tôi không biết nhiều, không biết tiếng Anh, cho nên cũng chả biết nói chuyện gì. Nhưng mà chỉ biết mỗi lần sau khi nói chuyện, mà không phải chỉ Petty thôi nhé, còn nhiều người Mỹ khác. Tôi còn nhớ những cái người Mỹ đã từng nhảy dù xuống Tân Trào và đến Hà Nội còn gặp. Sau này tôi còn nhớ là cũng có lần là cái những người đó là gửi thiếp chúc mừng năm mới bác Hồ. Gửi thiếp chúc mừng năm mới bác Hồ. Thế cho nên là không phải chỉ mà mình Petty không. Thế nhưng mà có cái đặc biệt ấy, có cái đặc biệt ấy là sau mỗi lần làm việc ấy, mỗi lần nói chuyện thì đồng chí Hồ Chí Minh rất vui. Tôi cũng không tiện hỏi đồng chí là cảm tưởng đồng chí thế nào, nhưng mà thấy đồng chí rất vui. Và rất đặc biệt ấy là đồng chí là rất thân tình, có khi là rất gia đình, đồng chí mặc quần đùi để nói chuyện. Mặc quần đùi, mặc áo, gầy, người gầy lắm, nói chuyện. Nói chuyện xong thì cái đồng chí người Mỹ, cái người Mỹ đấy cũng là rất là vui vẻ và chào hỏi ra về. Kể mà hỏi tôi về chính trị ấy, thì trả lời cũng không đơn giản đâu. Nhưng mà tôi kể chuyện thôi. Tôi được cái vinh dự là được Trung ương Đảng là cử đến đây phục vụ Bác Hồ. Cho nên đi không phải chỉ Liên Xô Trung Quốc. Năm 57 là tôi đi khắp các nước xã hội chủ nghĩa, kể cả năm 54. Albania năm 54. Rồi đến năm 58 là đi Miến Điện, Ấn Độ. Rồi đi Nam Dương. Mà cái việc mà đi Bác Hồ đi thăm các nơi là rất là thú vị. Thú vị là gì? Là thấy bác với nhân dân nước đó và nhân dân nước đó với bác ấy là coi một cái gắn bó rất đặc biệt. Rất đặc biệt. Bác Hồ thường nói với chúng tôi thế này, là bác học được ở Pháp, bác làm cách mạng, bác học tập được ở Pháp, bác học tập ở Nga và bác cũng học tập được cả ở Trung Quốc. Vì cái ba nơi này là đi nhiều. Nhưng mà bác Hồ chúng tôi còn đi, hồi bí mật còn đi qua Đức, qua Ý, rồi qua Thái Lan. Bác thấy ở những nơi đó cũng là những cái bài học rất sinh động về hoạt động bí mật cách mạng. Thì ở Pháp ấy, bác nói là bác Hồ học tập được cái chống tư bản chủ nghĩa như thế nào. Ở Nga đó thì học tập được cái tổ chức đảng như thế nào. Còn ở Trung Quốc cũng học tập được một số kinh nghiệm của cái nước nửa thuộc địa phong kiến chống lại cái thống trị như thế nào. Thế cho nên là đi tới nơi thì để thì giờ làm việc với các đồng chí lãnh đạo thì cũng có, mà thường thường lúc bây giờ thì tôi cũng ít dự. Nhưng mà bác thường là tranh thủ đi thăm các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, các cháu, rồi các tổ chức của quần chúng. Thậm chí bác đi vào thăm các nhà của dân đấy. Thì bác nói rằng là phải hạ tương lai của nước Việt Nam là Liên Xô. Liên Xô là thiên đường của trẻ con, thì xong cố gắng làm sao mà cái trẻ con Việt Nam cũng là được như trẻ con Liên Xô. Còn ở Trung Quốc thì cũng có nhiều lần gặp lãnh đạo, nhưng mà rất tiếc là tôi ít dự, vì tôi là cái người mà phục vụ thôi. Nhưng mà qua cái quá trình đó thì tôi thấy rằng là cái giữ được đoàn kết cái quốc tế, dù người ta, Bác Hồ nói dù người ta tốt ta xấu nào, mà mình giữ được cái đoàn kết quốc tế, tranh thủ được cái sức mạnh
để mà chống kẻ thù chung là cái mục tiêu cao nhất, cuối cùng nhất. Cho nên Bác Hồ thường nói trong dân Việt Nam là đoàn kết, đại đoàn kết thì thành công, đại thành công. Không những trong dân, trong nhân dân Việt Nam và đối với cả nhân dân thế giới cũng thế. Nếu biết đoàn kết, đại đoàn kết thì sẽ thành công, đại thành công. Cho nên bây giờ là đảng chúng tôi, cán bộ chúng tôi là rất coi trọng nhân dân các nước, nhất là nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà đối với nhân dân Mỹ, nhân dân Pháp, nhân dân Anh, nhân dân các nước thuộc địa thì đảng chúng tôi cũng được, cán bộ chúng tôi cũng được đồng chí Hồ Chí Minh là giáo dục là phải là đoàn kết. Thế cho nên là sau này á thì có cái đảng Trung Quốc, nhất là cái bè lũ cầm quyền đấy thì là sai sai đường lối. Nhưng mà chúng tôi đối với nhân dân Trung Quốc vẫn là tốt, vẫn biết ơn. Và chúng tôi là kiên quyết là phản đối cái đường lối của cái cầm quyền Bắc Kinh. Nhưng mà chúng tôi đối với Trung Quốc là gần gũi, cho nên đối với nhân dân Trung Quốc là thế nào cũng là đoàn kết đi lên. Và sau này, cái mong muốn của đồng chí Hồ Chí Minh ấy, là đoàn kết quốc tế để Việt Nam hoàn toàn độc lập trong cái cộng đồng, không những xã hội chủ nghĩa mà cộng đồng nhân dân thế giới. Được chứ gì? Các cậu phải